Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Bây giờ đang là buổi sáng ngày 30 tháng 8 năm 2020. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục làm một video clip giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc mẫu sản phẩm nữa là bộ bàn ghế Minh Quốc Đào cột 16 gỗ mun hoa da báo. Đây là gỗ mun hoa của nước Lào. Gỗ mun này đang được đánh giá là mắc tiền nhất trên thị trường hiện nay. Nó chỉ đứng sau dòng gỗ trắc đỏ của Lào thôi. Còn ngoài ra về chất liệu gỗ mun thì nó là bảng đứng đầu số 1. Thì trong video clip này thì chúng tôi cũng hướng dẫn cái khi quý vị đi mua hàng hay đặt hàng những bộ bàn ghế bằng chất liệu gỗ mun hoa. Thì trước tiên, điều đầu tiên chúng tôi nói đến là quý khách hàng nên yêu cầu cơ sở cho xem mộc. Vì gỗ mun này nó có rất nhiều những cái loại vân khác nhau, vân sọc xanh, sọc đen. Rồi là giữa trắng thì lại có những vân xanh xen vào. Nhiều người thì lại cho là gỗ giác nhưng đó là không phải, như chiếc chương chúng tôi đang quay đây. Rất là nhiều vân. Nhưng lại được ở trên cái phần trắng, nó khác với phần vân ở phần gỗ, phần xanh, phần đen. Cái vân ở phần trắng nhưng mà nhiều quý khách thì lại đánh giá đó là gỗ giác nhưng chúng tôi khẳng định đấy là không phải. Nên quý vị được kiểm tra mộc trước khi sơn để đảm bảo quyền lợi của quý khách. Về ưu điểm của bộ bàn ghế mun hoa này thì nó được đánh giá là chất liệu gỗ đắt tiền. Đấy là điều đầu tiên. Và điều thứ hai, ưu điểm của nó là chất gỗ rất là nặng. Bộ bàn ghế như này có thể nặng cả tấn. Người bình thường thì không thể khiêng được. Chúng tôi phải dùng bằng xe cẩu. Nếu như khiêng để một khiêng một chiếc ghế dài như này thì sẽ cần tới khoảng 10 đến 12 thanh niên khỏe mới khiêng được. Và đi đoạn đường gần thôi chứ đi xa thì không thể đi được. Gỗ mun nó có một cái đặc điểm là rất là nặng. Điều nổi bật của bộ bàn ghế mun hoa nữa là vân rất là đẹp. Vân là vân thật tự nhiên. Khi để mộc thì đen nhưng đây là chúng tôi đã tẩy axit ra lần đầu tiên thì gỗ mun nó bắt đầu nó hiện vân. Và đây là toàn bộ là vân thật, không vẽ vân, không bắn vân. Vì đây là chúng tôi đang để hàng mộc. Vì chúng tôi vẫn cứ khuyên quý khách là nên kiểm tra hàng mộc bộ bàn ghế mun hoa trước khi sơn để đảm bảo quyền lợi của quý khách. Và nhược điểm của nó nữa thì chúng tôi cũng báo luôn trong video này thì gỗ mun thì nó hay bị nứt râm. Thì quý khách sử dụng trong vòng từ 1 năm. Nếu có dấu hiệu nứt thì chúng tôi sẽ bảo hành. Vì cái gỗ mun hoa này là bản chất gỗ là sống ở nơi có nước. Nên nhiều cơ sở là không luộc gỗ. Thì cứ vậy là làm luôn thì nó sẽ hiện tượng nứt rất là nhiều. Nhưng chúng tôi đã đi vào luộc gỗ. Luộc gỗ khoảng 1 tuần. 1 tuần rèn để cho cái chất nhựa bên trong gỗ nó ra. Thì sau đó chúng tôi mới thi công. Thì chất liệu gỗ mun nó đảm bảo hơn. Để thi công được một bộ bàn ghế như này có thời gian từ 4 đến 6 tháng. Còn quý khách nào mà cứ bảo là mua luôn, có ngay thì chúng tôi cũng báo luôn là chúng tôi cũng không nhận. Là vì làm về dòng gỗ mun hoa nó rất là khó. Thứ nhất là khó và thứ hai là tiền nó giá thành nó cao. Không thể trong chốc lát mà chúng tôi làm luôn được vì nó ảnh hưởng đến uy tín của cơ sở. Chúng tôi cũng khuyên quý khách là không nên mua hàng có sẵn tại các cơ sở hoặc là các cửa hàng bán có sẵn, quý khách cứ nên được xem mộc. Thì bộ bàn ghế mun hoa này là bộ bàn ghế Minh Quốc Đào. Có cái kích thước rất là khủng, chiều dài của chiếc ghế đơn này là dài 1 mét, chiều sâu 75 và chiều cao là 1 mét 35, tay tay 16. Phần khuôn chúng tôi làm dày 4 phân, ván dày 2 phân. Và ghế dài thì chúng tôi làm kích thước là dài 2m30. Chiều cao cũng là 1m35 và chiều sâu 75. Toàn bộ được chọn vân, chọn gỗ rất là đều và tỉ mỉ. Vách thì chúng tôi đục tứ quý 4 mùa. Bên trên thì chúng tôi đục chữ thọ. Bàn thì chúng tôi làm kích thước là rộng 97, dài 1m67 và chiều cao là 65.
Bộ này là bộ gồm có 7 món, còn hai đôn nhỏ nữa thì chúng tôi đang thi công. Hai đôn nhỏ thì vuông 40. Chất liệu gỗ mun hoa này các bác có thể phân biệt được là vân gỗ nó to, khác với mun đuôi công, mun nhập khẩu từ Nam Phi. Bộ bàn ghế này là gỗ mun Lào hay còn gọi là mun hoa da báo. Bộ bàn ghế bằng gỗ mun này rất là đắt tiền, vì thế thi công nó cũng yêu cầu những người thợ phải lành nghề, kinh nghiệm lâu năm mới làm được. Còn thợ mới vào thì không thể làm được. Chúng tôi cũng nói luôn. Cũng có rất nhiều ưu điểm và nhược điểm. Nhược điểm là rất hay bị nứt, và nếu quý khách dùng trong vòng 1 năm bắt đầu có hiện tượng thì là chúng tôi sẽ xử lý và bảo hành. Chúng tôi sẽ cho thợ đến và bảo hành. Nên quý khách yên tâm. Quý khách cứ liên hệ về cho chúng tôi theo hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể từng sản phẩm cho quý khách. Chúng tôi sẽ hướng dẫn tận tình. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo. Quý khách hãy đăng ký kênh.